giờ ba em gặp nhau đây. Giờ mình lỗi luôn à cả nhà ơi, đó xin lỗi luôn, lỗi theo luôn. Ồ, cái bô bị gãy rồi kìa. Đối đuôi theo nè cả nhà, thấy không? Đây, đó một chiếc ra, một em, mình đi nó lắc lư như đi máy cày đi luôn, đó. Đây em Isuki từ từ bò. Ừ, nhẹ nhàng nha, bò từ từ hả? Từ từ dụ đó. Em kia trước à, đó, em kia đợi, còn em bên hông nữa nè. Ừ, ba em ra lượt luôn. Đây, mình đi theo mấy cài luôn. Bây giờ là lội sình luôn rồi. Lội sình để ghi hình lại cho cô chú anh chị và các bạn xem. Đó, những hình ảnh của mấy cài ở miền quê, chở những bó rơm và bao lúa đi trên những cánh đồng rất là bùng sình, sình lầy, ghi hình đâu cho cô chú chị các bạn xem. Đào lại trời phía sau lưng nữa nè, đó qua hết chiếc rồi đó, rồi bắt đầu chiếc này qua. Bò ba, bò ba, lên lên lên. Em đó đi trước luôn, em đó nhỏ đi trước. Đây giờ chiếc thứ ba, chiếc này chạy dưới à? Ô, chiếc này cái gì ta? Cái gì? Lạ ta? Cái này chiếc bị gì nhá? Cái này hình mô tô gì nè? Ơ 18 lên luôn, lên luôn. Giữ nhỏ mà có vỏ ta. Rớt luôn. Ồ. Nhỏ mà có vỏ hả? Wow. Lắc. Đó, không có gì hết. Chọc cồn thôi. Này này rơm rớt xuống rồi các bạn ơi. Chào các bạn ơi, rơm nó rớt rồi. Inomoto. Xe Inomoto nha các bạn. Inomoto chạy. Giờ đây, giờ đây, giờ đây. Dắt nó ra luôn. Ô, cái này rồi. Ơ. Kéo lại. Kéo lại kéo. Cái này bỏ hết được rồi. Ừ. Rồi, bỏ hết được rồi.
lại kéo thôi. Này ở chùa Gò Kén, đồng này ở chùa Gò Kén, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh nha cô chú anh chị và các bạn. Ồ, bây giờ nắng lên rồi đó. Một trứng. Có chừng ngồi nó cắn. Này giống 2210 qua quá à. Nhỏ nhỏ nè. Hả? Thì vậy nhỏ còn gọn à. Giờ nó lôi lên à. Đó, nó lôi chiếc bự lên chiếc nhỏ. Xinh quá. Camera men cũng chạy theo bị sình luôn. Lên. Lật bánh luôn à. Lên. Wow. Ê, nghiêng. Từ từ. Wow, quá. Rồi. Quá hay luôn. Hỏi chiếc lên mình khách lớn. Ừ. Quá dữ. Rồi, video cũng đến đây kết thúc nha cô chú anh chị các bạn. Cô chú anh chị và các bạn nhớ bấm like và đăng ký và chia sẻ cho nhiều người cùng xem nha. Để ủng hộ miền quê và mấy anh em tiếp tục ra đồng để ghi hình lại nha, cho cô chú anh chị xem cho vui. Rồi bây giờ xe sẽ sẵn về bến. Rồi đây ngõ nó lúng rồi, xin cơm đồng đó, bên kia là chùa Gò Kén. Rồi chạy thẳng đó là quẹo phải về ao hồ, về đường dốc ao hồ. Rồi tạm biệt cô chú anh chị và các bạn nha.